Của các bạn đây là thiết bị BBC, nó sẽ biến cái TV nhà bạn trở thành một cái máy tính bảng, một máy tính mà nó hệ điều hành nó như kiểu hệ điều hành bảng, nó là Android 4.0. Thiết bị nó rất đơn giản, bao gồm như các bạn nhìn thấy đây, đây là thiết bị chính và đây là dây kết nối để bạn có thể cắm adapter. Adapter thì bạn có thể cắm đây, adapter đây, nó như giống như là cái sạc điện thoại, bạn cắm adapter vào như thế này. Nếu TV có để cổng USB thì lấy TV luôn nguồn. TV cổng USB thì mình sẽ lấy được cái này nguồn từ từ cổng USB ở TV, nhưng cái TV của tôi không có nguồn cung cấp cổng USB cho nên tôi phải lấy nguồn từ ngoài. Bạn cắm vào đây. Sau đấy bạn kết nối, có cổng nhỏ để kết nối vào đây. Đây. Nguồn. Rồi bạn sẽ cắm cái này vào cổng HDMI của TV. Sau đấy bạn TV nó không có cảm ứng thì bạn lấy một cái chuột bàn phím, một bộ chuột bàn phím như thế này. Đây cổng cảm ứng đây, thì ở trên cái thiết bị này nó có sẵn một cái cổng USB 2.0. Và bạn sẽ cắm thẳng trực tiếp vào đây. Thế như vậy là bạn sẽ dùng được cái chuột cảm ứng ngoài. Bạn nhìn thấy giao diện ở trên TV nha, khởi động. Khởi động tương đối nhanh. Chuột. Ở đây tôi có chuột, không có bàn phím. Đấy, như vậy là chiếc TV của bạn có thể là một máy tính rất tiện dụng. Ở đây là giao diện của chương trình điền trên máy tính bảng. Bắt thử wifi này. Đi phá thôi. Như vậy nếu các bạn có thiết bị wifi ở tại thì các bạn sẽ có thể kết nối với máy tính bình thường. Là giao diện chính đi. Đây là các cái cụm ở bên trong, bao gồm các cái menu. Đây là các cửa sổ chạy. Thế người em thử là Angry Bird đây. Chúng ta chơi game. Đấy, các bạn có thể chọn là cái game được, game Angry Birds là game mà giới trẻ hiện nay đang rất là yêu thích. Ra vẫn đang nghe nhạc, TV, nghe nhạc đây, Facebook, email, và market, YouTube, các thứ nó không có đầy đủ.